Tình cờ mình đang đi trên cái đoạn đường ở cầu quay cái nhà thấy một cái chị như thế nào nè. Cái này tình trạng mình sao vậy chị? Dạ bé hả, hồi bé bệnh bé mới 9 tháng à, bé sốt lần đầu tiên luôn, đưa bé vào bệnh viện, rồi cái bệnh viện kia 3 giờ mấy là bé khỏe rồi, bác sĩ mới cho em vô á, là vô chụp cái bé, làm chụp cái 6 giờ là ra ca, đó thì cũng như là đỡ ca đó, bác sĩ ra ca. Cái bé nó đi gấp quá trời, em mới nói là bác sĩ ơi, lúc đó là đi mặc quần đồng cũ mà không có lấy giấy tờ, không có lấy đồ của bé nữa, xin bác sĩ ơi, giờ mau em mới nó khỏe rồi, bác sĩ cho em về, em lấy quần áo em lên liền. Cái bác sĩ Trinh dẫn cho em về, trước khi về bác sĩ Trinh mua cấp cứu á, là mua thuốc trả lại cho bệnh viện. Tại bác sĩ Trinh nói gì nè, nói là lúc vô cấp cứu bé là thì thuốc nào cứ tiêm đại cho bé, để khi nào thuốc nào bé chịu thì xài cho bé nào không chịu mình mua trả lại cho ta sử dụng rồi đó. Thì cái phiếu em cầm mới vừa về nhà thì chắc mới vừa bước vô nhà khoảng gần đó em chừng 15-20 phút à, thì cái em mới thay cho con dâu vô, dâu nói điện lên nó nói mẹ ơi cũng thấy bác sĩ rồi, tiêm cho em 3 mũi thuốc xong là em tím người liền, bác sĩ đuổi con ra, rồi bác sĩ kêu con á là điện cho cha mẹ bé lên đi, là ký tên cúp ống là bé tắt thở rồi. Mà bé... bây giờ là một người phụ nữ ôm cái mảnh con chị là đi coi như là như thế nào đó không biết ha. Mình ở đây là đang ở Sóc Trăng này cả nhà. Đó, bây giờ là cái sự việc đó là mình cũng không dám chia sẻ đâu chị, nó cũng liên quan gì đến trong bệnh viện gì đó. Thì bây giờ anh em đến cũng như là để có tìm hiểu cùng hỏi gia đình rồi, nhưng mà có nói là anh em không dám quay tại vì nói chung là nó cũng va chạm chị. Trời ơi, chị đòi nhảy cầu luôn chị ơi. Bởi vì đi theo kèm kèm chỉ ra chú ơi. Trời ơi, đòi nhảy cầu luôn chị ơi. Bởi vì mình cũng thấy cái hoàn cảnh này cũng rất là đau lòng anh chị, nhưng mà mình không giúp được luôn anh chị. Đó, mình đứng chỉ đứng ở xa mình quay thôi cả nhà. Ở đây cầu quay đó chị ơi. Đó, chị đang đi cả nhà. Đó, chị đang đứng ở xa xa chị ơi. Bởi vì mình thấy cũng xót thương anh chị, nhưng mà nghe nói cái câu chuyện đó nó cũng là bé thì cũng có 9 tháng thôi, bé là 9 tháng mà do bị sốt rồi chị. Đó. Anh em thì cũng đang cũng nói chung là cũng cái sự việc này cũng đã biết rồi, biết là lâu rồi. Đó. Nhưng mà nghe nói là hai vợ chồng cũng gán được mà nuôi đứa con ở cả nhà, cũng như là mới được sanh đứa con đó. Bé nhìn thấy rất là ú luôn ở cả nhà ơi. Rất là tội nghiệp. Cái người đi chung là nghe nói là cha của bé rồi cả nhà, là cha của cái người mẹ mà nãy đòi tính nhảy cầu luôn cả nhà, mình rất là thấy tội nghiệp luôn chị ơi. Nói chung cha mẹ mà thương con cả nhà là khi mà con mất rồi á thì cả nhà cũng biết mà. Cả nhà ơi, chị đang đứng ở gần cầu rồi cả nhà. Đó, đang đứng ở phía đó đó chị, có cha đi theo ấy. Bởi vì mình cũng rất là thấy thương cái hoàn cảnh ở cả nhà mà không biết. Tại nghe nói là hoàn cảnh, nghe nói là bé nằm ở trong bệnh viện rồi không biết lý do như thế nào đó thì cũng mất, nhưng mà mình không biết cái kết quả nó như thế nào anh chị, mà do cái người mẹ cũng rất là đau buồn ha. Hồi sáng nghe nói là cầm cái tấm hình ở cả nhà đi từ ở công viên rồi đi dài dài, nó đi dài dài ra chỗ mà tới cầu quay nè cả nhà, cầu quay là cầu quay nở Sóc Trăng nè anh chị. Quá tội nghiệp luôn cả nhà ơi. Nãy chú nói là khi mà con mắc đó là người mẹ bệnh tới giờ luôn, bệnh luôn cả nhà, bệnh như là tinh thần hình như là bất ổn luôn cả nhà.
nãy chú cũng kéo lại tính nhảy cầu luôn đó nhà ơi. Mình quá tội nghiệp bởi vì thương con cả nhà, đứt ruột luôn cả nhà. Cái sự việc này là cũng có gây kêu anh em YouTube đó nhiều nhưng anh em không dám quay cả nhà. Nói chung là cái nào nó liên quan đến cái vấn đề nào liên quan đến cơ quan là anh em không dám quay ha. Nói chung là mình cũng cái nội dung này mình cũng chủ yếu là cập nhật để giống như trong bà cô chú để có những cái kinh nghiệm thôi đó. Cả nhà thấy không, thì bây giờ là người mẹ cứ đi hoài anh chị đó, đi là không ăn cơm nước đó. Người cha có nói là bây giờ là không biết sao luôn cả nhà. Gia đình thì nghe nói là cũng rất là khó khăn, cũng không có tiền anh chị đó. Nhưng mà cái bây giờ là anh em nó cũng hơi không biết giúp như sao kiểu nào được nó, tại vì nó liên quan đến cái vấn đề nó cũng hơi nhạy cảm cho anh em, mà cũng không dám chia sẻ cả nhà. Đó. Bây giờ thì hồi nãy nghe cô nói là bây giờ là chỉ biết là đi, thậm chí luôn cô nói mất luôn, cô chết luôn cũng được chị. Cho nghe nói biết sao không biết cô này là phải cha phải làm những công tác tư tưởng để coi khuyên ngăn như thế nào đó, thì để cho cô là vượt qua những cái tinh thần. Nói chung là cũng 2 tháng rồi nó, tại vì đa số là cái người mẹ mình đó là mang bầu 9 tháng 10 ngày rồi, thêm đó thì nuôi con ở 9 tháng cái việc tình cảm ở cả nhà thì nó đã cũng gắn liền rất là nhiều anh chị đó. Thì bây giờ là Cường cũng không biết sao nữa, bây giờ là chút xíu mình chạy đi theo thử cô có đi ở đâu không đó. Bây giờ mình cũng không dám chia sẻ, mình chỉ cũng chỉ quay ở xa để cập nhật cái câu chuyện để cho cả nhà hiểu thôi, nhưng mà mình không có đi sâu vô vấn đề ha. Thì ở đây thì Cường cũng nói rất là rõ luôn, thì cô nói thì ở trong bệnh viện, nhưng mà mình ở đây là không nói bệnh viện nào nha cả nhà đó, chỉ nói là trong bệnh viện thôi nhưng mà không nói trong bệnh viện nào ha, cũng không nói là nguyên do nó như thế nào luôn cả nhà. Thì cả nhà cũng thông cảm cho Cường nha. Thì cuối lời cũng xin chúc ông bà cô chú luôn dồi dào sức khỏe, luôn thành công trong cái công việc ha.